Hi, chào buổi sáng cả nhà. Chúc cả nhà một buổi sáng thật an lành và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đây, bây giờ Jessica có mua được con gà thả vườn nè. Gà nó làm sẵn, nó đông lạnh. Bây giờ mình sẽ làm cái bước là làm sạch tắm gọi chà chanh cho gà. Chà, gà cũng sướng quá ha. Trước khi chế biến món ăn thì mình massage rửa sạch gà. Đó, bây giờ anh Sẽ chặt gà ra thành miếng nhỏ vừa ăn để mình ướp. Đó, chặt miếng nhỏ vừa ăn. Bây giờ Jessica cho vào đây là 2 muỗng, một muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê muối. Rồi đây 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng cà phê nước màu dừa cho có màu đẹp. Cho vô thêm đây xíu bột tỏi nữa và 2 muỗng canh nước mắm. Bây giờ mình ướp trước thôi. Lúc mình nấu thì mình sẽ nêm nếm lại cho nó vừa ăn. Bây giờ chỉ ướp cho nó thấm vô thịt gà trước khi nấu. Đây, xong cái phần gia vị thì bây giờ mình sẽ cho là tỏi băm, 2 củ tỏi, 1 củ hành tím, 2 chiếc ớt với lại 2 cây sả. Mình sẽ băm sả nhuyễn, mình ướp vô luôn cho thịt gà nó thơm, nó thấm vô cái thịt gà luôn. Đó, món này chủ yếu là sả thôi chứ không có ăn gà bao nhiêu hết đâu quý vị ơi. Sả nhiều cho thơm. Chắc Jessica nấu nhiều sả lắm. Bây giờ là phần sả ướp thôi nè. Sả ướp là 2 cây rồi nè. Cho càng nhiều sả càng thơm. Lúc mà ăn thì Jessica thích ăn sả hơn là ăn gà. Đó, cho tất cả vô, trộn đều rồi mình ướp để đó. Khi nào mình ăn thì bắt đầu mình sẽ nấu. Đây, gà Jessica đã ướp sẵn rồi. Bây giờ hơn nửa tiếng rồi, bây giờ Jessica sẽ đem ra. Cắt sả vô xào gà, sả ớt, sả kéo xuống bụi tốt vô cùng, phải nằm trong cái ít cắt thơm, cắt đi nhé thì có mùi thơm được. Lá nó ngứa quá thì bái, không sợ chui vô nó ngứa, chịu rọc bớt mấy cái lá cho rồi. Cái này không có mũi nè. Không có mũi, không có rắn nữa. Cắt gì cái gốc em bỏ sai vậy? Dạ. Gốc mới ngon mà. Nè, chặt con cuốn này luôn đi, 2-3 cây bự nè. Dạ. Nè, nè. Bự nó nhỏ quá, bự. Đó, cái gốc bự thì bự đó. Ủa, không bự mà nó có mấy cái con. Đãi ngoài gì đó cái nó nhảy dữ lắm. Tới chừng mùa đông mới là mình cắt xả xuống hết, bỏ từng đá để ăn chứ. Chứ chờ nó mọc lâu lắm. Đúng rồi chưa? Mấy cây vậy? Đại đứng lên. Đúng. Rồi, 5 cây chắc được không? Nhiều chưa? Rồi, vậy đi. Đây, tổng cộng là 8 cây sả với 2 cây sả đã ướp gà lúc đầu nữa, là tổng cộng 10 cây sả quý vị. Nấu có con gà không à. Nói chung là nửa con gà thôi, chỉ ướp cái phần thân gà thôi. Mà 10 cây sả, 4-5 trái ớt. Đó, chủ yếu là sả xào gà, sả ớt xào gà mà. Ăn sả thôi, ít ăn gà. Đó, chứ dây gà sẽ sắc nhuyễn cái mớ sả này hết, còn lại sả khúc đó mình sẽ xào lên cho nó ra cái tinh dầu sả cho nó thơm, nó sơm cái mùi dầu để khi mình xào gà nó khử được cái mùi, khử được cái mùi gà luôn. Đó, cho thêm vài tép tỏi vô xào luôn cho thơm. Đó, sả bầm nhuyễn tí xíu. Cho cái nồi dầu lên cho nó nóng nè.
cho sả khúc vô xào cho nó ra cái tinh dầu sả. Rồi cho mớ sả bằm với lại tỏi bằm vô luôn cho nó thơm, để mình xào cái gà nó thấm cái mùi vô gà nó thơm, coi như gà được tắm trong sả từ đầu tới cuối quý vị. Lúc mà ướp cũng ướp sả, lúc xào cũng xào sả, rồi khi nào chuẩn bị nhắc xuống là cũng cho sả vô luôn. Nói chung là sả từ đầu tới cuối thơm nức mũi luôn, toàn mùi sả không quý vị. Làm theo cách này thì gà nó thơm lắm đó. Cho thêm ít hai cục đường phèn vô cho nó thấm ngọt. Rồi bây giờ Jessica sẽ cho nước dừa lon vô. Bên đây không có dừa tươi thì xài dừa lon, nó hơi có ga chút xíu. Này ga chứ không phải bọt nha quý vị. Nhưng mà mình cho nước ít vừa vừa thôi, nó xăm sắp con gà thôi. Thì mình nấu, lúc nấu xong nó sệt lại, nó rút lại trong gà ngon lắm. Nước sệt sệt thôi, đừng có nước nhiều quá. Rồi bây giờ bấm nút để 20 phút. Lo đi tập thể dục cái đã. Trong khi chờ 20 phút xong gà mềm. Đây, khoảng 10 phút, 15 phút mình canh mình lại, mình trở gà cho nó thấm đều miếng thịt. Giờ gà nó lên màu nhìn ngon rồi đó. Hơi đẹp đẹp rồi đó. Đó, gà kho được 20 phút rồi nha quý vị. Nước nó rút gần hết rồi nè. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình cho sả, cái phần sả băm còn lại vô. Sả băm với lại 3 trái ớt băm luôn cho vô đây. Trời ơi, cái mùi thơm phức luôn quý vị ơi. Toàn mùi sả thôi. Đó, cái nhìn vô nồi toàn sả, không thấy gà đâu hết. Rồi, cho 3 trái ớt băm vô luôn. Trời ơi, cái mùi thơm không thể tả nổi. Đây, nhìn ngon chưa? Bây giờ mình bỏ vô đảo thêm khoảng, để thêm khoảng 2 phút nữa cho sả nó hơi chín chút là nhắc xuống có thể thưởng thức được rồi. Đó, quý vị thấy không? Cái ớt, sả ớt xào gà nè, toàn sả thôi. Sả cây, sả bầm, đủ loại luôn. Thơm quá chừng thơm luôn. Sả này sả tươi không đó, Jessica nhổ ngoài vườn vô, chứ không có sả đông đá đâu. Mai mốt tới mùa đông rồi phải ăn sả đông đá, nó không ngon bằng. Chà, nhìn hấp dẫn chưa, thèm cơm rồi. Bây giờ mình sẽ làm thêm một cái món là salad trộn để ăn kèm. Tại vì cái món sả ớt nó hơi nóng cho nên là mình ăn rau xanh vô cho nó trung hòa lại, nó mát. Đây là củ cải đường. Rồi, chuẩn bị trộn thôi. Cho cải salad vô nè. Cải salad thì cắt khúc khúc vừa ăn. Rồi, cho củ cải. Cho chút xíu cilantro ngò nữa. Cho một muỗng, nửa muỗng canh đường. Một muỗng canh dầu ô liu. Đó, vắt thêm miếng chanh. Rồi, cho chan nước mắm thần thánh của Jessica vô nữa. Một muỗng canh nước mắm thần thánh, rồi trộn đều lên nè. Xong, đã sẵn sàng, nhanh gọn lẹ, cho vào đĩa. Đó, sắp sắp bài bài chút cho nó đẹp. Có đỏ đỏ xanh xanh nữa cho nó hấp dẫn nè. Rồi, cho tí hành mè rang lên. Đó, thơm phức, giống như món nhà hàng chưa. Đó, nhìn thấy thèm chưa quý vị. Mùi gà, mùi sả ớt xào gà thơm lừng. Thêm một đĩa rau trộn ngọt mát nữa, có mùi thơm, có mùi hăng của cải, là mùi thơm của mè, của dầu ô liu. Chà, cũng hấp dẫn và cũng đầy đủ sức khỏe đó, đầy đủ vitamin luôn. Cải với rau thì nó mát để có thể trung hòa lại với cái độ nóng mà cả nhà sẽ ăn ớ. Anh em mời chồng ăn. Giờ thấm ngon lắm, ướp ngoài mà xả bỏ vô nhiều ngon. Thơm quá chừng thơm.
Ừ, chế cây xả vô nè. Thơm. Giờ ăn cái này miếng cay nè, ớt cay quá trời cay, ớt mình vô ớt vô một trái ớt không, có phải ớt gà, rồi ớt kho xong mình cho vô thêm ba trái nữa. Coi nhà sẽ ăn nhiều ớt mới ngon. Ăn sẵn này nóng mà ngon. Thơm. Ăn người chắc xả kho gạo á. Xả nhiều gà ít. Cũng phải là ngon. Ăn nó dần dò mà nó hơi hằng hằng cái mùi của mình giống củ cải trắng. Củ cải trắng nó hằng hằng, còn này dễ ăn. Bye, chào tạm biệt quý vị, chúc quý vị một ngày thật an lành và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Quý vị ơi, nếu quý vị yêu thích video, xin quý vị cho Jessica một like, một share và một đăng ký. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Bye.